Chào mừng các bạn đã quay lại. Chúng ta lại gặp nhau trong một nội dung rất độc đáo của khóa học JavaScript mùa đông. Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu xong về Document Node rồi. Giờ sẽ tìm hiểu một node rất quan trọng khi lập trình với JavaScript, đó là Document Fragment. Vậy nó là gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé. Một tài liệu HTML thường có rất nhiều element. Mỗi một thành phần bị thay đổi như là thêm, xóa, thay đổi CSS sẽ có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ đối tượng document mà ta biết là cái đối tượng document này nó lớn cỡ nào rồi. Vì nó bao bọc hết cả toàn bộ trang web mà. Chưa kể quá trình layout và painting vẽ lại cái document này còn kinh khủng hơn nữa. Giả sử ta cần thêm hoặc xóa 100 element thì quá trình layout và painting có thể xảy ra 100 lần. Như vậy thì tốc độ thực thi trang web sẽ rất là chậm vì phải xử lý nhiều. Vậy có cách nào ta thay đổi một phần nào đó của trang web xong xuôi hết rồi thì chúng ta mới yêu cầu trình duyệt thực hiện quá trình layout và painting một lần thôi không? Câu trả lời là có, và đây chính là nhiệm vụ mà đối tượng Document Fragment sinh ra để giải quyết. Document Fragment, như chính cái tên của nó, là một mảnh ghép rất nhỏ gọi là fragment được tạo ra. Từ đó ta có thể thêm mảnh ghép này vào document. Chính vì chỉ là một mảnh ghép nên nó không cồng kềnh như đối tượng document đâu nhé. Khi chúng ta tạo ra một mảnh ghép mới thì khi làm việc trên mảnh ghép này, document sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ khi nào chúng ta thực hiện xong thì document mới được tính toán và vẽ lại thôi. Thú vị không nào? Nhờ đó mà cải thiện được tốc độ trang web rất là đáng kể. Bạn có thể tham khảo bài log của tác giả John Francis về kết quả thử nghiệm của anh ta tại địa chỉ. Như vậy là qua việc sử dụng Document Fragment, chúng ta tối ưu tốc độ trang web. Lý do là nó nhỏ gọn bởi chỉ một mảnh ghép. Bên cạnh đó, chúng ta hoàn toàn có thể thêm các element con vào mảnh ghép này mà không làm cho cây đom rục rịch tính toán. Hay quá ta. Có một thuật ngữ các bạn khi tra cứu tài liệu hay gặp, đó là line DOM. Thực ra line DOM chính là cây DOM đang hiển thị ra trang web đó các bạn. Khi chúng ta thao tác trên nó thì sẽ ảnh hưởng ngay đến giao diện web. Còn Document Fragment thì chỉ là một đối tượng đang lưu trong nguồn nhớ thôi, người dùng sẽ không thể thấy được. Ok, không để các bạn nôn nóng nữa, chúng ta hãy bắt đầu xem đoạn mạng khởi tạo một Document Fragment như thế nào nhé. Để khai báo một Document Fragment, chúng ta chỉ việc gọi hàm create document fragment trên đối tượng document mà thôi. Đoạn mã sẽ là, và bây giờ chúng ta chỉ có thể thêm các phần tử vào fragment rỗng mới tạo rồi. Ấy da, chúng ta chưa học đến bài thao tác trên cây DOM mà. Sao mà biết cách thêm phần tử trong DOM được chứ? Vậy thì chúng ta hãy tạm thời bỏ qua phần thêm phần tử vào fragment đã. Đợi chúng ta nghiên cứu xong về document fragment, các bạn hãy mở tiếp các bài học liên quan đến thao tác trên cây DOM. Sau đó quay lại làm bài tập thực hành nhé. Nó sẽ giúp các bạn rèn luyện kỹ năng làm việc với Document Fragment đó. Còn bây giờ, hãy tiếp tục tìm hiểu thêm về Document Fragment nhé. Khi chúng ta đã có biến DocFrag rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể thêm, xóa, thay đổi nội dung thuộc tính của bất kỳ thành phần nào trong Fragment này mà không làm ảnh hưởng đến cây DOM nha các bạn. Ngoài ra, chúng ta có thể lấy một phần của cây DOM rồi sau đó đưa các phần này vào trong một Fragment rồi làm việc trực tiếp trên Fragment này. Sau đó ta lại gán vào cây DOM. Như vậy, ta chỉ phải tốn một lần tính toán khi đưa cái fragment này vào lại cây DOM mà thôi. Quá hay luôn! Một lưu ý là, nếu các bạn đưa các element trong cây DOM vào fragment, thì nó sẽ bị xóa ra khỏi cây DOM nhé. Như vậy là các bạn đã nắm rõ về khái niệm, chức năng và sự lợi hại của Document Fragment rồi. Bây giờ các bạn hãy nhảy cóc tới phần thao tác trên cây DOM. Sau khi học xong thì quay lại bài thực hành sau bài học này và hoàn thành nó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.